Và đây không còn là một video Minecraft hay là video Friday Night Funkin như cũ nữa. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng chuyển qua một game mới. Game đó tên là Free Fire, hay còn gọi là Lửa Chùa đó anh em. Và nếu như anh em thích video này, hãy để lại một like, share, subscribe cũng như là đăng ký để mình có giúp thêm động lực để mình làm thêm video mới nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và bây giờ đầu tiên là mình phải thay đổi nhân vật cơ. Vừa nãy mình chơi. I'm all adrenaline. No crime, no problem. Thế nên là tough and rough. That's the way. Mình mới bị thay đổi nhân vật như vậy. Mời anh em thông cảm. Bây giờ mình đã xong hết rồi. Đổi nhân vật, đổi tủ đồ đã, đổi áo đã. Xong rồi chúng ta hãy cùng chọn. Tử chiến. Đúng là Andrew thức tỉnh ngầu lòi. Bây giờ thì mình sẽ chơi ở chế độ tử chiến đảo thiên đường. Và anh em có thể nhìn thấy, đây chính là nick của tôi. Vì tôi để ở đây là hết cỡ rồi. Cho nên anh em nào muốn kết bạn với tôi thì ok, cứ lên đây, tới công chuyện luôn. Bây giờ thì vào trận nào. Một trận tử chiến đảo thiên đường. Giờ cầm lên cờ đàng hoàng này. Cái tay này của mình nó hơi bị khó chịu nhé. Cho nên anh em cứ phải thông cảm cho tôi. Cái quay của tôi là thiếu kinh phí mà. Tục quá. Vào trận từ khi nào rồi? À mà anh em nhớ tải Wi-Fi về để chơi chịu. Chơi trực tượng ngày bu ra nhé. What the fuck? What the fuck? Bảo vệ cho đồng đội cái này. What? First blood. What? Triple kill. Lại thắng. Mình được giữ súng rồi. Nhưng mà súng gà. Xin lỗi anh em bởi vì tôi không đánh kim rồi nhé. Vì tôi gà. Tôi gà. Theo tôi nào. Số 3 rồi. What the fuck? Tại sao team mình có What? Vậy What? Tại sao có 3 đứa lại? Mình nhìn kia mình có 4 đứa mà. 1, 2, 3, 4. 4 là thằng kia. Where am I? Tao đã phát hiện ra là chim màu cam
Mày là gì? Double kill. Yep. Tại sao con chim lại thua con sói? Tôi mua tại mini Uzi vậy. Mạnh, mạnh cái khủng khiếp. Tôi phải đi theo cái thằng này. Ui. Con mất. Uzi không bắn được tầm xa. First blood. Oh shit. Holy kill. Shit! Holy shit! What is that? What the fuck is that? Triple kill. Xong. Và đương nhiên mình không được một kill nào. Nhưng bọn nó toàn KF. Cái gì làm sao mà mình có kill được? Mình nhìn thấy bọn nó thì mình lén rồi. Kia rồi. Tốt. Ai à. Mà chết đi. Nhờ ai cho luôn đi. Mẹ nó, mình không gạt được. Mình không gạt được. What the fuck? Không gạt được. Mình không gạt nó được. Là sao? Đúng rồi, hay lắm. Bắn đi. Hay là quá. Hay quá. Cho thằng này một like. Ok. Đưa 8 đồng rồi. Tôi không có tiền mua đâu hả? Tôi không có tiền mua đâu. Tôi không có tiền mua đâu. Mà anh cứ bắt tôi mua thế. Đi theo đồng đội. Ui. Đây chính là chỗ núp kinh điển nhất mà mình từng biết. Hôm nay tìm đang chơi.
Mày tìm được thế nó mới ảo. Chơi xong trận này mình sẽ kết thúc luôn video. Mình nghĩ là như vậy. Team mình đang núp. À, bắn chết nó đi, chết nó đi, cố gắng lên. Ồ, nó no, no. Nhìn lên, nhìn lên, được rồi. Hy vọng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Nghe hoàn thành cái này sớm. Ôi sao mình luôn luôn không thể nào gạt được à? Oh yes. Cứu tôi. Cứu tao. Cứu tao. Ra đây đặt kêu cứu tao. Điên. Được. Hay lắm đồng đội. Wait what? Wait what? Double kill. Triple kill. Còn duy nhất mình mày thôi đấy. Rồi chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Quá là bài clip rồi. Mình chả biết làm sao nữa. Mà mình sẽ cố gắng hoàn thành clip sớm. Cố gắng hoàn thành clip. Clip này tổng khoảng dài tầm 13 phút rồi đấy. Mình nhất định phải thắng trận này. Hai đứa cũng thắng thôi. Double kill. Không nè. Cẩn thận chết. Chết rồi. Hết hy vọng rồi. Chết rồi. Hết hy vọng rồi. Trời ơi. Thôi tạm biệt anh em, ở lại tới đây nhé.